Yêu trước ngày cưới. 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Anh cảm ơn em. Anh muốn tát. Anh cảm ơn em đã đưa anh về nhà. Không có gì. Nhà Phương. Là ngồi yên rồi mà. Cảm ơn em. Tôi biết rồi. Anh cảm ơn. Anh ta. Chú ơi, chú làm ơn đưa anh này lên nhà giúp con được không ạ? Xin lỗi cô, tôi còn cuốc xe khác, khách đang chờ. Anh cái tên biến thái này, con đứng thẳng lên rồi một cái. Sao anh nặng như vậy được chứ? Tin Hải, sao anh dám hôn tôi?